Các bạn ơi, các bạn có thích côn trùng không? Có. Các bạn biết về côn trùng nào? Ai muốn trả lời trước nào? Tớ biết về bướm. Chúng có vẻ bề ngoài sặc sỡ đấy. Ai sẽ tiếp theo nhỉ? Bò rùa là côn trùng. Chúng có lớp vỏ cứng màu đỏ đẹp trên lưng. Có ai muốn trả lời không? Tớ biết về chuồn chuồn. Chúng trông giống như máy bay. Dùm. Tất cả các bạn đã làm rất tốt. Có ai muốn tạo ra một con côn trùng không? Tớ muốn làm con bò rùa đẹp nhất. Không có gì. Đây là các công cụ và vật liệu cần thiết để làm một con bọ rùa. Hãy chia chúng thành các phần bằng nhau. Chia bằng nhau có nghĩa là gì? Chia bằng nhau có nghĩa là đưa số lượng giống nhau cho mỗi người. Các bạn ơi, các bạn có thể chia đều các món đồ này cho ba bạn nhỏ được không? Nhấp vào nút để xác nhận. Xong rồi, làm tốt lắm. Chúng ta có thể làm một con bọ rùa. Hãy bắt đầu bằng cách làm thân tròn và béo cho con bọ rùa. Tiếp theo, hãy làm vỏ màu đỏ. Che phủ phần thân tròn bằng vỏ màu đỏ. Cuối cùng, dán mắt lớn và bộ râu. Bò rùa của tớ hoàn thành rồi. Hả? Qua qua, con bò rùa mà cậu làm chưa có đốm và chân. Hừm, chúng ta đã hết bìa cứng và bút rồi. Hãy giúp Qua Qua tìm các vật liệu để làm đốm và chân cho con bọ rùa nhé. Được rồi. Vậy những vật liệu để làm đốm và chân ở đâu? Hả? Âm thanh đó là gì? Đó là một chú sóc. Có chuyện gì vậy? Hai chú sóc kia đã lấy hạt dẻ của tớ mất rồi. Bạn có thể giúp tớ lấy lại chúng không? Không sao đâu. Hãy giúp chú sóc lấy lại những hạt dẻ. Tớ thấy một chú sóc. Lại có một chú sóc xuất hiện. Chúng ta đã tìm thấy tất cả hạt dẻ rồi. Thật tuyệt vời. Hãy xem các bạn có thể chạy tới đâu. Chúng tớ xin lỗi. Chúng tớ không nên lấy hạt dẻ của bạn. Nhưng chúng tớ đói quá. Không sao đâu. Hãy cùng nhau ăn những hạt dẻ này. Thật sao? Tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Nhưng làm sao để chia những hạt dẻ này đây? Tớ biết. Chúng ta có thể chia chúng bằng nhau. Hãy để tớ. Các bạn, hãy chia đều 9 hạt dẻ cho ba chú sóc nào. Khi bạn làm xong, hãy nhấn vào dấu tích để xác nhận. Mỗi chú sóc đã nhận được 3 hạt dẻ bằng nhau. Cảm ơn, hãy nhận những nắp hạt dẻ và cành cây nhỏ này làm quà nhé. Quát,
những vật liệu này thật hoàn hảo để tạo những chiếc đốm và chân cho con bọ rùa. Chúng ta có thể quay trở lại và tiếp tục làm con bọ rùa rồi. Dùng những nắp hạt dẻ như những chiếc đốm và phân bổ chúng đều đặn trên hai vỏ. Đẹp quá. Cảm giác như thiếu cái gì đó. Biết rồi, hãy thêm một vương miện nhỏ cho con bọ rùa. Taza, hoàng đế bọ rùa đã ra đời. Thật tuyệt. Tớ cũng muốn làm một con bọ rùa hoàng đế. Thực hành với Qua Qua. Bài tập cơ bản. Những bông hoa đỏ nhỏ này nên được chia thành 3 phần bằng nhau. Ai đã làm đúng nhỉ? Những quả táo này nên được chia thành 3 phần bằng nhau. Ai đã làm đúng nhỉ? Làm sao để chia 3 quả táo thành 3 phần bằng nhau cho 3 em bé nhỉ? Làm sao để chia 3 bông hoa đỏ nhỏ thành 3 phần bằng nhau cho 3 em bé nhỉ? Bài tập nâng cao. Bạn có thể đặt 6 vật dụng này vào 2 cái kệ bằng nhau không? Nhấp vào nút để xác nhận. Bạn có thể đặt 6 snack vào 2 kệ bằng nhau không? Nhấp vào nút để xác nhận. Bài tập mở rộng. Làm sao để chia chúng sao cho mỗi kệ có số trái cây bằng nhau nhỉ? Nhấp vào nút để xác nhận. Hãy phân phát 8 đồ chơi một cách bằng nhau vào 4 kệ. Nhấp vào nút để xác nhận. Làm với Qua Qua. Những chiếc bánh ngon và ngọt đây rồi. Hương thơm thật dễ chịu. Đĩa đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chia bánh như thế nào? Em, con nghĩ chúng ta nên chia chúng bằng nhau để mọi người đều có cùng số bánh. Đó là cách công bằng nhất. Ý tưởng hay đấy. Hãy chia bánh thành 3 đĩa. Xong rồi, mỗi người có thể ăn 2 miếng bánh. Bố ơi, đến đây ăn bánh nào. Cảm ơn con, nhưng bố không đói. Hãy ăn cùng mẹ nhé. Được thôi, hãy chia đều số bánh trên đĩa của bố cho mẹ và tớ nhé. Bây giờ mẹ và tớ đều có 3 miếng bánh. Hi hi hi. Ngon quá. Quạt, quạt, quạt. Các bạn cũng có thể chia đều thức ăn và thưởng thức nó cùng bố và mẹ nhé.